Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng thoát tội? Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son giai đoạn 2011-2016 dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư cho phép được nộp lại 800 tỷ tiền quà biếu của AVG. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của bản kết luận thanh tra vụ mobile phone mua AVG của Thanh tra Chính phủ được công bố vào chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018 là đã không hiện diện cái tên của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hay công ty tư vấn bản Việt của bà Phượng. Một số tờ báo của nhà nước khi đưa tin về kết luận thanh tra trên đã không trích nội dung vi phạm của các công ty tư vấn, mặc dù đã nêu khá đầy đủ về vi phạm của nhiều bộ, ngành và các cá nhân. Hiện tượng đưa tin khiên cưỡng này khiến cho những người quan sát chính trường có cảm giác có một sự cố ý. Cứ theo kết luận thanh tra trên, bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thoát, trái ngược với một thông tin gần đây trên mạng xã hội cho biết bà Nguyễn Thanh Phượng chính là chủ mưu trong vụ mobile phone mua AVG. Việc bà Nguyễn Thanh Phượng không có tên trong kết luận thanh tra diễn ra sau hai sự kiện liên quan đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đó là ngày trước Tết Nguyên đán 2018, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã bất ngờ đến thăm cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để tri ân sự đóng góp của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, ông Nguyễn Tấn Dũng còn được mời dự một hội nghị về cơ chế đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán năm 2018. Một giả thiết tiếp nối được nêu ra là không chỉ bà Nguyễn Thanh Phượng có thể thoát vụ mobile phone mua AVG mà cả cha con ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang an toàn, hoặc tạm thời là an toàn. Từ tạm thời có lẽ là hợp lý nhất trong một chính trường luôn xáo trộn, nơi mà những hứa hẹn cam kết luôn luôn đầy sắc thái ma mị và có thể hủy bỏ lộn ngược vào bất kỳ lúc nào. Tái hiện vụ đánh Đinh La Thăng, kết luận thanh tra mobile phone mua AVG của Thanh tra Chính phủ được công bố chỉ 2 ngày sau vụ cực hủy hợp đồng mobile phone mua AVG. Đồng thời nó trái ngược với truyền thống bưng bít. Kết luận này được gửi cho báo chí để đưa tin rộng rãi. Và cũng chỉ đến lúc này báo chí nhà nước mới nới vòng kim cô để ồn ào đưa tin bình luận về vụ mobile phone mua AVG. Một câu hỏi đặt ra là vì sao lại thế? Trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 3 khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Ban Bí thư ra yêu cầu xử lý vụ mobile phone mua AVG cho đến ngày 12 tháng 3 khi hợp đồng mobile phone mua AVG chính thức được hủy bỏ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, đứng đầu là Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, báo chí nhà nước hầu như cấm khẩu. Rất dễ nhận ra rằng đã có một mệnh lệnh nào đó cấm báo chí khai thác sâu về vụ này cho đến khi có lệnh mới. Trong khi đó, dường như đã xảy ra một thỏa thuận ngầm nào đó về động tác khắc phục hậu quả khi trên cho phép Bộ Thông tin Truyền thông và hai bên mobile phone cùng AVG tiến hành hủy hợp đồng mobile phone mua AVG để tiền ăn không phải nhả ra, trở vào túi ngân khố, sau đó mới cho Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ mobile phone mua AVG. Tuy nhiên, động thái công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ mobile phone mua AVG và còn gửi cho báo chí đăng tải công khai lại giống hệt vụ ông Đinh La Thăng vào tháng 4 năm 2017. Ủy ban Kiểm tra Trung ương bất ngờ công bố toàn văn báo cáo kiểm tra về Đinh La Thăng, thời ông Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời cũng gửi cho báo chí để đăng tải công khai và tạo nên một chiến dịch truyền thông rất rộng nhằm đánh Đinh La Thăng. Vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng có ẩn ý hay dụng ý gì khi tạo ra hiệu ứng truyền thông với vụ mobile phone mua AVG? Đây là một vụ kinh tế rất nghiêm trọng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ tài liệu thanh tra dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố, điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng luật pháp. Thanh tra Chính phủ kiến nghị
trong kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra đề cập sai phạm của nhiều bộ, ngành, đơn vị, nhưng có lẽ nổi bật nhất là trục Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an. Theo kết luận thanh tra này, dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone. Điều này đã vi phạm luật đầu tư Bộ Thông tin Truyền thông với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước về thông tin truyền thông đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án, phê duyệt dự án đầu tư, không đảm bảo căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước, cần phải được xem xét và hủy bỏ. Việc Mobile Phone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần của AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước, nhưng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho ý kiến và đã đưa giao dịch này thuộc danh mục mật là điều không đúng quy định. Khi thương vụ Mobile Phone mua AVG được triển khai, Bộ Công an đã có nhiều văn bản không đúng chức năng và nhiệm vụ. Qua các văn bản của Bộ Công an tham gia ý kiến với Bộ Thông tin Truyền thông cho thấy, việc Bộ Công an có văn bản số 4352 đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn công ty AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài, mà chỉ nên bán cổ phần cho các đối tác trong nước, doanh nghiệp, nhà nước là tốt nhất. Mặt khác, việc Mobile Phone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật của nhà nước, nhưng trên cơ sở đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an đã có văn bản số 418 thống nhất với Bộ Thông tin Truyền thông về việc đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ Thông tin Truyền thông với mức độ mật, thực hiện bảo mật vụ việc mua bán không giới hạn về thời gian bảo mật thông tin là chưa phù hợp. Những vi phạm làm trái quy định thiếu trách nhiệm của Mobile Phone có nguy cơ hiện hữu gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại Mobile Phone khoảng 7.006 tỷ đồng. Với nội dung của kết luận trên, chỉ có thể hiểu đây là một án lớn thuộc loại đại án quốc gia, rất có thể điểm ngắm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một số quan chức cao cấp nào thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Bộ Công an, cụ thể là Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Người ta cho rằng chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công khai kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Vào những ngày này, Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, nhân vật được xem là một trùm thông tin nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí, cũng là người đặc biệt tỏ ra cực đỏ, kiên định chủ nghĩa xã hội. Không biết trong thực tế, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, có dính dáng sâu đậm đến mức nào trong vụ Mobile Phone mua AVG, với mức giá được mua được kê khống lên hàng chục lần để trục lợi gần 8.000 tỷ đồng so với giá trị thực tế. Chỉ biết rằng cấp trên của ông Trương Minh Tuấn là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son, bị xem là dính cực đậm, không phải mà vô cớ. Vào những ngày gần đây đã loan truyền tin tức về cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã âm thầm phải mang 800 tỷ đồng đến nộp lại cho Ban Bí thư. Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công khai kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Vào những ngày này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, nhân vật được một số dư luận xem là trùm thông tin, ông Tuấn nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước và cũng là người đặc biệt tỏ ra cực đỏ và kiên định chủ nghĩa xã hội. Ngay từ năm 2016, khi chính thức nhậm chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn đã trở thành tâm điểm của dư luận xã hội và mạng xã hội như một người có liên quan đến vụ Mobile Phone mua AVG. Vào tháng 7 năm 2017, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên phát biểu công khai về yêu cầu sớm công bố kết luận thanh tra vụ Mobile Phone mua AVG,
đã xuất hiện nhiều tin tức trên mạng xã hội khẳng định ông Trương Minh Tuấn, khi đó còn là Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đã đứng ra phê duyệt bản hợp đồng Mobile Phone mua AVG. Theo đó, dư luận đồn đoán nhiều tầng nấc liên quan đến ông Tuấn, ngây thơ đổ vỏ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông khi đó là ông Nguyễn Bắc Son, một đệ tử thân tín của cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh, hoặc dính vừa hoặc dính đậm. Không biết trên thực tế, ông Trương Minh Tuấn có dính dáng sâu đậm đến vụ Mobile Phone mua AVG với mức giá mua được kê khống lên hàng chục lần so với giá trị thực tế. Chỉ biết rằng cấp trên của ông Tuấn là ông Nguyễn Bắc Son đã bị xem là dính trong vụ này cực đậm với giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng. Không phải vô cớ, mà vào những ngày gần đây, trên mạng xã hội đã loan truyền tin tức về một nhân vật có tên là Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2011-2016 dưới thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã phải âm thầm mang 800 tỷ đồng đến nộp lại cho nhà chức trách. Chỉ sau 4 ngày, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 6101 công văn Văn phòng Trung ương ngày 8 tháng 3 năm 2018 về việc xử lý vụ Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG. Bản hợp đồng của vụ này bất thần bị hủy bỏ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Sau đó, vài tờ báo nhà nước đã cho biết Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, người chứng kiến vụ hủy bỏ đó, đã báo cáo cho Thanh tra Chính phủ, Ban Bí thư, giống như đó là một thành tích. Có người cho rằng nếu ông Trương Minh Tuấn còn cố đeo bám và đanh đu với quyền lực thì có khi quan lộ của ông Trương Minh Tuấn sẽ biến thành tử lộ. Cũng có dư luận cho biết chính ông Trương Minh Tuấn đã đạo diễn cho vụ hủy hợp đồng Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG như một cách để chạy tội. Để nếu vụ việc này có bị khởi tố thì ông Trương Minh Tuấn và một số quan chức khác cũng đã từng khắc phục hậu quả. Vậy về thực chất Bộ trưởng Thông tin Trương Minh Tuấn là người như thế nào? Vào cuối tháng 6 năm 2016, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đến cuối năm 2016, ông Trương Minh Tuấn đã vụt nổi lên khung trời định hướng tư tưởng khôn sẵn cho nền báo chí cách mạng ở Việt Nam. Trên báo Nhân dân của Đảng vào tháng 10 năm 2016, tác giả Trương Minh Tuấn đã tung ra hai loạt bài với tựa đề rất tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, đó là Nhân diện nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục. Tự diễn biến, tự chuyển hóa là hai cụm từ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc cách nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 như một loại nguy cơ mà có thể khiến đảng cầm quyền của ông biến mất ngay lập tức. Cụm từ đặc thù chuyên chính này được ông Trương Minh Tuấn hăng hái lặp lại. Không những thế, ông Tuấn còn phát triển nội hàm của nghị quyết Trung ương 4, kiên quyết loại bỏ những phần tử có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ra khỏi chức vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí. Nhưng cũng quá bởi sốt sắng nên biểu hiện tính đảng trong bài 2 của loạt bài trên của báo Nhân dân vào tháng 10 năm 2016, tác giả Trương Minh Tuấn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và mang tính xúc phạm nhân cách khi quy các phần tử cơ hội chính trị vào nhóm lợi ích kim tiền như sau. Một số tờ báo, trang tin phù họa một số phần tử cơ hội chính trị tranh thủ sự hậu thuẫn của các thế lực chính trị nước ngoài hòng tạo ra thực lực chính trị nhằm thay đổi chế độ trong tương lai. Liệu có nên coi đây là loại hành vi hỗ trợ của thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình? Cái mà ông Trương Minh Tuấn quy kết đối với giới bất đồng chính kiến đã khiến cho người đọc nhìn nhận về giọng điệu của ông không khác gì cảnh sát tư tưởng. Và ông Trương Minh Tuấn đang làm nhiệm vụ chấn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí của ngành công an. Trương Minh Tuấn được nhiều người bình luận rằng ông là người có tham vọng chính trị ngùn ngụt và trong một hoàn cảnh cần thiết, thậm chí ông còn tỏ ra son sắt với đảng nhiều hơn với các ủy viên Bộ Chính trị. Theo đó, ông Trương Minh Tuấn đang được quy hoạch để trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng ban tuyên giáo Trung ương trong tương lai, thậm chí
là một tương lai rất gần. Chỉ có điều cơn địa chấn mang tên Mobile Phone mua AVG thình lình rung chuyển rất có thể khiến cho Vinh Lộ trở thành hoàn lộ đối với ông Trương Minh Tuấn. Có người cho rằng nếu ông Tuấn còn cố đeo bám đánh đu với quyền lực thì hoàn lộ sẽ biến thành tử lộ. Qua việc phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông đã cho thấy ông Trương Minh Tuấn giờ chỉ còn con đường là chiến đấu cho đến chết. Trong một diễn biến rất liên quan, sáng ngày 15 tháng 3 năm 2018, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã phát biểu rằng kết luận sai phạm của Thanh tra Chính phủ về thương vụ Mobile Phone mua AVG là hồi chuông cảnh báo cho những ai tự thấy mình không đảm nhiệm được chức vụ thì nên rời bỏ chức vụ, nhường chỗ cho người tài đức hơn. Ở bối cảnh lò đang nóng thì ông Lê Thanh Vân có vẻ như đang đá xoáy ông Trương Minh Tuấn. Chưa hết, việc Thủ tướng Chính phủ công bố kết luận ngay giữa lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang đi nước ngoài, trên nguyên tắc là phải chờ Thủ tướng Phúc duyệt nữa thì mới được công bố, hoặc ít ra là phải Phó Thủ tướng duyệt có ý kiến chỉ đạo. Do đó, có không ít người đã băn khoăn rằng ai cho phép công bố sớm kết luận vụ mua bán Mobile Phone mua AVG để tranh thủ dư luận. Tóm lại, trong lúc này, mấy ông ở Bộ Thông tin Truyền thông và Thủ tướng Chính phủ đang đánh lộn lẫn nhau, dân tình thì đứng xem, chia làm mấy phe. Ngoài ra còn thấy, trên Bộ Thông tin Truyền thông còn có thế lực to hơn đang biệt miệng báo chí. Tình hình ngày càng đang gay cấn và có lẽ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất không thích điều này. Kịch bản thương vụ Mobile Phone mua AVG, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã gian dối để tham nhũng hơn 8.000 tỷ đồng như thế nào? Với những diễn biến từ kết luận của Thanh tra Chính phủ có thể thấy, thương vụ Mobile Phone mua 95% cổ phần AVG thực chất là một màn kịch thổi vống giá trị thực của doanh nghiệp nhằm lấy tiền của nhà nước. Và đạo diễn chính trong thương vụ này có phải là những người có chức, có quyền ở Bộ Thông tin Truyền thông, cụ thể là Bộ trưởng Trương Minh Tuấn? 1. Những khoản triệu đô không có thật. Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Mobile Phone ký hợp đồng với các cổ đông của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG với tổng giá trị khoảng 8.889 tỷ đồng. Trong vòng 22 ngày sau đó, Mobile Phone đã nhanh chóng thanh toán khoản tiền gần 8.445 tỷ đồng cho AVG. Thương vụ mua bán cổ phần nêu trên được cho là xuất phát từ tháng 10 năm 2014 khi AVG có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thời đó là ông Nguyễn Bắc Son về việc doanh nghiệp này chuyển nhượng cổ phần cho đối tác nước ngoài. Trong đó, có nội dung đi tới thống nhất là đối tác nước ngoài sẽ mua cổ phần của AVG để trở thành cổ đông chiến lược, giá mua bằng 7 lần giá vốn, tức là vào khoảng 525 triệu đô la Mỹ, tương đương với 75% cổ phần. AVG đã nhận đặt cọc 10 triệu đô la. Theo yêu cầu của đoàn thanh tra, cả AVG và Bộ Thông tin Truyền thông đã không cung cấp được bất kỳ tài liệu chứng từ nào về việc AVG đàm phán với đối tác nước ngoài, cũng như nhận khoản tiền đặt cọc 10 triệu đô. Như vậy để thấy, các thông tin về việc chào bán cổ phần giá trị doanh nghiệp của AVG tại thời điểm này là điều không có thật. Trở lại vụ việc trên, sau khi nhận công văn của AVG, Bộ Thông tin Truyền thông đã có văn bản gửi Bộ Công an để trao đổi, có căn cứ xem xét hướng dẫn AVG chuyển nhượng cổ phần. Ngày 8 tháng 12 năm 2014, Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài mà chỉ nên bán cổ phần cho các đối tác trong nước. Ngày 1 tháng 12 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định 1789 về việc thành lập Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone trên cơ sở tổ chức lại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thông tin Di động, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phát thanh và truyền hình.
Chưa đầy 2 tháng sau đó, ngày 27 tháng 1 năm 2015, ông Lê Nam Trà, quyền chủ tịch hội đồng quản trị của Mobile Phone, đã có văn bản trình Bộ Thông tin Truyền thông xin phép phê duyệt đầu tư dịch vụ truyền hình theo phương thức mua lại một hãng truyền hình kỹ thuật số. Khoảng một tuần lễ sau đó, ngày 6 tháng 2 năm 2015, Bộ Thông tin Truyền thông có công văn số 408 Bộ Thông tin Truyền thông Quản lý Doanh nghiệp thống nhất chủ trương theo đề xuất của Mobile Phone. Đến ngày 20 tháng 3 năm 2015, Mobile Phone và AVG bắt tay nhau làm biên bản ghi nhớ việc mua bán cổ phần. Từ các mốc thời gian nêu trên, dễ dàng nhận thấy ông Nguyễn Bắc Son đã ký quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho Mobile Phone sau khi xảy ra việc AVG chào bán cổ phần. Sau đó, việc mua bán chuyển nhượng cổ phần có giá trị lớn lên tới hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước đã bị phủ một tấm màn đen theo kiểu danh mục tài liệu tuyệt mật đã chi phối toàn bộ quá trình đàm phán, đấu thầu, kể cả thẩm định giá, lẽ ra phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch. Phải chăng đây là chiêu thức nhằm tạo điều kiện không cho ai biết, không cho ai can thiệp vào việc Mobile Phone mua AVG với giá cao hơn giá trị thực cả hàng ngàn tỷ đồng? 2. Báo cáo gian dối, lạm quyền thủ tướng. Những kịch bản trên đã được đạo diễn ngay từ đầu, do đó việc lạm quyền phê duyệt sai chủ trương đầu tư của dự án là điều không có gì lạ. Và việc Mobile Phone dù biết tình hình kinh doanh của AVG rất xấu, rất yếu kém, được báo cáo cho Bộ Thông tin Truyền thông, nhưng cũng không thoát được thương vụ xương này. Diễn biến sau đó cho thấy, khi tiến hành thẩm định, lập và phê duyệt dự án, lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông đã không chỉ gạt bỏ ý kiến phản biện của cấp dưới, đã báo cáo sai sự thật với Thủ tướng Chính phủ về tình trạng nát bét của AVG. Thậm chí, Nguyễn Bắc Son còn có bút phê cho Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, nay là Bộ trưởng, lạm quyền ký luôn quyết định phê duyệt dự án thay cho Thủ tướng. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm đề xuất đầu tư thì AVG đang thu lỗ hàng nghìn tỷ đồng, âm gần 50% vốn điều lệ. Các số liệu, phương án trong kinh doanh hoàn toàn là giả định, mơ hồ, thiếu thực tế, không thể đạt được những môi trường cạnh tranh gay gắt về thị phần. Các số liệu về dự án này là thiếu cơ sở, kết quả thẩm định giá của các đơn vị thẩm định là thiếu căn cứ. Tất cả các thực trạng trên đã được Mobile Phone báo cáo cho Bộ Thông tin Truyền thông tại văn bản số 5054 Mobile Phone ngày 14 tháng 5 năm 2015 và số 5441 Mobile Phone ngày 28 tháng 9 năm 2015 và số 58 Mobile Phone ngày 25 tháng 9 năm 2015. Nhưng khi lập tổ thẩm định dự án đã không tôn trọng ý kiến của các thành viên trong tổ, thậm chí gạt bỏ ý kiến phản biện. Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Bắc Son đã ký quyết định thành lập tổ thẩm định gồm 6 người. Tổ này họp vào ngày 8 tháng 10 năm 2015, nhưng khi thanh tra đã cho thấy cuộc họp không ghi biên bản. Đáng lưu ý, 5 thành viên của tổ có báo cáo gửi tổ trưởng là ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Bộ Quản lý Doanh nghiệp. Trong đó, Vụ trưởng Vụ Pháp chế có bản nhận xét nêu 2 ý kiến. Trong đó, nổi bật là nội dung phân tích để lựa chọn phương án mua cổ phần AVG thay vì đầu tư mới còn sơ sài, chưa đầy đủ thông tin cụ thể cũng như chưa phân tích, so sánh ưu nhược điểm từng phương án. Thứ hai, Phó Cục trưởng Cục Báo chí ngày 15 tháng 10 năm 2015 cũng có báo cáo nêu dự án chưa có điều kiện đi sâu phân tích những lợi thế của AVG so với các doanh nghiệp nhà nước khác khi kinh doanh truyền thông, đồng thời cảnh báo hiện có nhiều doanh nghiệp kinh doanh truyền hình đang thua lỗ và bị sụt giảm thị phần nghiêm trọng dù tồn tại trên thị trường đã nhiều năm. Tuy nhiên, tất cả các ý kiến phản biện đã bị bỏ qua. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông còn báo cáo nhiều nội dung của dự án không đúng, không đầy đủ, không khách quan với Chính phủ như việc đối tác nước ngoài mua AVG với giá 700 triệu đô la Mỹ, đặt cọc 10 triệu đô la Mỹ, việc AVG sử dụng 4 băng tần có giá trị lớn và tạo ra lợi thế nhưng không loại trừ ra khi định giá AVG. Ngày 28 tháng 10 năm 2015, ông Phạm Đình Trọng là tổ trưởng tổ thẩm định đã tham mưu để Bộ Thông tin Truyền thông ra văn bản số
2009 Bộ Thông tin Truyền thông Quản lý Doanh nghiệp trình Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone, trong đó có ghi rõ dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Mobile Phone có mức đầu tư 8.900 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng xem xét phê duyệt. Theo quy định của khoản 2 điều 31 luật đầu tư, dự án này thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Theo biên bản làm việc giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành ngày 15 tháng 1 năm 2016, thì Văn phòng Chính phủ khẳng định văn bản số 2678 Văn phòng Chính phủ đổi mới doanh nghiệp trả lời văn bản số 209 của Bộ Thông tin Truyền thông chỉ là sự đồng ý về chủ trương về nguyên tắc chứ không phải là quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Theo điều 34 của luật đầu tư, thì Bộ Thông tin Truyền thông phải lập dự án đầu tư trình Chính phủ để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành quyết định đầu tư. Bộ Thông tin Truyền thông chỉ căn cứ vào văn bản số 2678 Văn phòng Chính phủ đổi mới doanh nghiệp nêu trên để ban hành quyết định đầu tư là việc làm trái pháp luật. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ trong văn bản số 209 trình Thủ tướng, Bộ Thông tin Truyền thông không đủ thẩm quyền. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 12 năm 2015, ông Trương Minh Tuấn, khi đó là Thứ trưởng, đã ký ban hành quyết định số 236 quyết định Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone. Quyết định này đã vi phạm quy định tại điều 31, điều 33 và điều 34 của luật đầu tư, vi phạm điều 28, vi phạm điều 28 của luật số 69/2014 Quốc hội khóa 13. Như vậy, Bộ Thông tin Truyền thông đã thiếu trách nhiệm, có biểu hiện cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong việc quyết định phê duyệt đầu tư, như kết luận của thanh tra nêu rõ. Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng thoát tội? Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son giai đoạn 2011-2016 dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư cho phép được nộp lại 800 tỷ tiền quà biếu của AVG. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của bản kết luận thanh tra vụ Mobile Phone mua AVG của Thanh tra Chính phủ được công bố vào chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018 là đã không hiện diện cái tên của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hay công ty tư vấn bản Việt của bà Phượng. Một số tờ báo của nhà nước khi đưa tin về kết luận thanh tra trên đã không trích nội dung vi phạm của các công ty tư vấn, mặc dù đã nêu khá đầy đủ về vi phạm của nhiều bộ, ngành và các cá nhân. Hiện tượng đưa tin khiên cưỡng này khiến cho những người quan sát chính trường có cảm giác có một sự cố ý. Cứ theo kết luận thanh tra trên, bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thoát, trái ngược với một thông tin gần đây trên mạng xã hội cho biết bà Nguyễn Thanh Phượng chính là chủ mưu trong vụ Mobile Phone mua AVG. Việc bà Nguyễn Thanh Phượng không có tên trong kết luận thanh tra diễn ra sau hai sự kiện liên quan đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đó là ngày trước Tết Nguyên đán 2018, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã bất ngờ đến thăm cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để tri ân sự đóng góp của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, ông Nguyễn Tấn Dũng còn được mời dự một hội nghị về cơ chế đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán năm 2018. Một giả thiết tiếp nối được nêu ra là không chỉ bà Nguyễn Thanh Phượng có thể thoát vụ Mobile Phone mua AVG mà cả cha con ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang an toàn, hoặc tạm thời là an toàn. Từ tạm thời có lẽ là hợp lý nhất trong một chính trường luôn xáo trộn, nơi mà những hứa hẹn cam kết luôn luôn đầy sắc thái ma mị và có thể hủy bỏ lộn ngược vào bất kỳ lúc nào. Tái hiện vụ đánh đinh la thăng, kết luận thanh tra Mobile Phone mua AVG của Thanh tra Chính phủ được công bố chỉ 2 ngày sau vụ cực hủy hợp đồng Mobile Phone mua AVG. Đồng thời nó trái ngược với truyền thống bưng bít. Kết luận này được gửi cho báo chí để đưa tin rộng rãi
Và cũng chỉ đến lúc này, báo chí nhà nước mới nới vòng kim cô để ồn ào đưa tin bình luận về vụ mobile phone mua AVG. Một câu hỏi đặt ra là vì sao lại thế? Trong khoảng thời gian, từ ngày 8 tháng 3 khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Ban Bí thư ra yêu cầu xử lý vụ mobile phone mua AVG cho đến ngày 12 tháng 3, khi hợp đồng mobile phone mua AVG chính thức được hủy bỏ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, đứng đầu là Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, báo chí nhà nước hầu như cấm khẩu. Rất dễ nhận ra rằng đã có một mệnh lệnh nào đó cấm báo chí khai thác sâu về vụ này cho đến khi có lệnh mới. Trong khi đó, dường như đã xảy ra một thỏa thuận ngầm nào đó về động tác khắc phục hậu quả khi trên cho phép Bộ Thông tin Truyền thông và hai bên Mobile Phone cùng AVG tiến hành hủy hợp đồng Mobile Phone mua AVG để tiền ăn không phải nhả ra, trở vào túi ngân khố, sau đó mới cho Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ Mobile Phone mua AVG. Tuy nhiên, động thái công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ Mobile Phone mua AVG và còn gửi cho báo chí đăng tải công khai lại giống hệt vụ ông Đinh La Thăng vào tháng 4 năm 2017. Ủy ban Kiểm tra Trung ương bất ngờ công bố toàn văn báo cáo kiểm tra về Đinh La Thăng, thời ông Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời cũng gửi cho báo chí để đăng tải công khai và tạo nên một chiến dịch truyền thông rất rộng nhằm đánh Đinh La Thăng. Vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng có ẩn ý hay dụng ý gì khi tạo ra hiệu ứng truyền thông với vụ mobile phone mua AVG? Đây là một vụ kinh tế rất nghiêm trọng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ tài liệu thanh tra dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố, điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng luật pháp, Thanh tra Chính phủ kiến nghị trong kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra đề cập sai phạm của nhiều bộ, ngành, đơn vị, nhưng có lẽ nổi bật nhất là trục Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an. Theo kết luận thanh tra này, dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone. Điều này đã vi phạm luật đầu tư. Bộ Thông tin Truyền thông, với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án, phê duyệt dự án đầu tư, không đảm bảo căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước, cần phải được xem xét và hủy bỏ. Việc Mobile Phone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần của AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước, nhưng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho ý kiến và đã đưa giao dịch này thuộc danh mục mật là điều không đúng quy định. Khi thương vụ Mobile Phone mua AVG được triển khai, Bộ Công an đã có nhiều văn bản không đúng chức năng và nhiệm vụ. Qua các văn bản của Bộ Công an tham gia ý kiến với Bộ Thông tin Truyền thông cho thấy, việc Bộ Công an có văn bản số 4352 đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn công ty AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài, mà chỉ nên bán cổ phần cho các đối tác trong nước, doanh nghiệp, nhà nước là tốt nhất. Mặt khác, việc Mobile Phone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật của nhà nước, nhưng trên cơ sở đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an đã có văn bản số 418 thống nhất với Bộ Thông tin Truyền thông về việc đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ Thông tin Truyền thông với mức độ mật, thực hiện bảo mật vụ việc mua bán không giới hạn về thời gian bảo mật thông tin là chưa phù hợp. Những vi phạm làm trái quy định thiếu trách nhiệm của Mobile Phone có nguy cơ hiện hữu gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại Mobile Phone khoảng 7.006 tỷ đồng. Với nội dung của kết luận trên, chỉ có thể hiểu đây là một án lớn thuộc loại đại án quốc gia, rất có thể điểm ngắm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một số quan chức cao cấp nào thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,
cũng như Bộ Công an, cụ thể là Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Người ta cho rằng chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công khai kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Vào những ngày này, Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, nhân vật được xem là một trùm thông tin nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí, cũng là người đặc biệt tỏ ra cực đỏ, kiên định chủ nghĩa xã hội.